Anh ăn thấy sao giống như cái giống kiểu cái đổ nhà chùa người ta cho mình ấy. Cái này mà đi Kyoto về là thế nào cũng mua quà về cho mọi người ăn này đây. We Expect TV xin chào tất cả mọi người đã đến với chương trình của mình ngày hôm nay. Thì trong lần này mình đã cùng với lại Emma và anh Kento. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái món là kẹo, những cái món tráng miệng gọi là rất là đặc biệt của Nhật Bản. Thì mình cùng với anh Kento này vừa mới đi mua rất là nhiều những cái kẹo này ở đây. Anh Kento đã dẫn mình đi tại một cái siêu thị rất là đắt tiền luôn. Nhưng mà anh ấy mua thôi nhưng mà vẫn chưa biết. Và trong những cái món ăn này đấy thì ra mình chỉ có biết cái món dorayaki này, giống như món Doraemon ăn mơ đúng không? Hay là cái món cái này, như thế này, mochi bên Việt Nam mình hay kiếm phải đúng không? Đúng rồi đấy. Em không biết là bên đây ngon hơn bên Việt Nam đấy. Còn những cái món hồng hồng hay là cái món cái này. Như này thì ở đây là mình rất là nhiều món mình chưa biết. Cái này có chất cay em chóng. Ok thôi bây giờ ảnh giới thiệu cho mọi người. Để anh ấy giới thiệu đi. Một thứ nhất là Yatsuhashi. Yatsuhashi. Hay, biết không các bạn? これは知らないですね。これはね、京都の有名なお菓子。京都の有名。めっちゃ有名。めっちゃ有名。餃子の。これはね、餃子だけど。多分お餅。お餅。あ、お餅みたいです。餅の中にあんこ入ってる。うん。中はこれは何ですか?中はね、あんこ。あんこ。あんこ。あ、よくもプラド。 mà cũng hơi giống mà anh biết hơi giống như quần thánh. Giống như quần thánh không? Wonton mì tai. Mùi thơm nhỉ? Wonton mì tai. Ngon. Kyoto 行くと、もうみんなこれ食べる。Cái này mà đi Kyoto về là thế nào cũng mua quà về cho mọi người ăn này đây. Thấm ngọt quá. Nghe mùi đào. Đúng không? Nghe một quả đào. Mà anh rất thích cái phở viên ở ngoài, cái viên ở ngoài rất là ngon. Nó dẻo dẻo, chấm điểm, bao nhiêu điểm? Cái này mà chấm lên thang điểm 10 ấy, thì anh sẽ chấm cái này 8 điểm. Ăn một miếng đầu tiên thôi đã thấy ngon rồi. Mà mua về làm quà được cho mọi người Việt Nam được. Em cho 7.5 thì em nghĩ là em sợ em cho cao quá đắt nữa. Không biết sao, 7.5 đi. Cái món đầu tiên là ngon ở đây, anh thấy chất lượng ở đây. 8, 7.5. Chưa kì quá, nên là sẽ. Dorayaki. Anh thấy để cái này nó giống y xì như là cái con Doraemon ăn giống y xì luôn nhỉ? Dạ, được sao? Anh biết sao con Doraemon thích này ăn này ngon? Ngon à? Ăn này dễ ăn, giống kiểu bánh rán của mình. Đúng rồi, hơi giống là ở ngoài hơi giống pancake đúng không? Cái bánh bông lan. Ồ, bánh bông lan, đúng rồi. Doraemon thích này đúng không? Nó 7 điểm thôi. Tại vì cái này ngon hơn. Cái này. Nếu mà so ấy thì cái này đúng ngon rồi, hơn. Đúng rồi. Cái này ăn nó lạ nữa. Cái này thì lại giống như mình, có những cái bánh ở Việt Nam lại giống rồi. Cái này ở dưới đúng không? Ok. Rồi tạm thời để đây. Lát nữa anh ăn tiếp. Đấy. Vậy trước khi ăn ăn desu ka? Cái gì vậy? Cái này. Cái này là gì? Cái này là gì? Cái này là gì? Cái này là gì? これ名前わかんない。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 これ
sakura mochi. Ừ. Anh cái mùi sakura mochi, sakura mochi. Ôi. Rồi, nhưng mà nếu mà chấm điểm anh chấm cái này 5 điểm. Ăn nhìn thì ngon đấy, nhìn thì đẹp đấy, em mang đi tặng được. Em để ở đây. Mang đi tặng được. Mang đi tặng được hả? Ừ, nhưng mà tại vì nhìn nó ngon. Đấy, em hiểu không? Người có nhiều người ta thích đẹp thôi ấy. Đấy. Em cho 3, 4 điểm. Ok, chiki ba. Chiki ba. Karinto. Karinto. Có biết không? Karinto. Ngon lắm. Sato. Sato để ăn đi. Đấy. Tempura nhồi. Ờ, ăn đi ăn được. Tempura tôi sẽ cho. Ngon lắm. Ăn đúng bim. Snack mi tai. Ừ, ngon lắm. Ok. Lúc chấm này 7 điểm. Yeah, bằng cái này á? Ừ. Ăn vào bữa hơi cứng.
Ok, bây giờ anh ăn cái này đúng không? Teriyaki và cái này bằng điểm nhau à? Ừ, anh ăn thấy cũng được. Cái này, nhưng cái này ăn phải ăn chung cái gì ý. Em nghĩ là... Nhưng mà đúng là cái ngầu này ngon nhất luôn này. 6 điểm thôi. Ok, tiếp tục. Tiki. Tiki. Mitsumame. Mitsumame. Cái này... Kan ten thì mình có thể hiểu. Mà amai... Zerry mì tài nà. À, zerry. Zerry mì tài. Cái này là tôi. À, so, 1 cái thôi. 1 cái thôi. À, cảm ơn. Nhìn ngon đấy, anh là anh nhìn cái này anh thấy thích rồi đấy. Chưa gì nhìn thôi là đẹp rồi. Có trái cây. Không. Nhìn em nghĩ là món này nhìn mùa nhìn, hè rất đã. Nhìn là anh cho 10 điểm luôn rồi. Đúng rồi, nhìn đẹp. Nhìn là 10 điểm, bây giờ còn ăn nữa thôi là bao nhiêu điểm đây? Em nghĩ ở đây giống như là 8 à, 8 rưỡi. Cái này 10 điểm để luôn đây luôn đi. 10 điểm luôn. 10 điểm luôn. Ok. Rồi, 1 bảng. Ừ, 1 bảng. Thêm point. Thêm point. Mang tên, mang tên. Mang tên. Ok, tiếp đây là cái món mà nó có okay, hai cái que này vào nữa nhỉ? Tiếp là đàn gỗ. Đàn gỗ. Đàn gỗ. Đàn gỗ. Cô đây Ega mi gà và cô đây yêu cực mi tê được. À, hông tố? Ừ, Ega, Ega. Ega, ô, hai Ega. Ega đi. Cô đây nè, ăn cô đàn. Ừ, ăn cô đàn. Còn được. Cô đây ôi xí tổ. Cái này chắc là 7 rưỡi anh để đây. 7 rưỡi. Hông tố, là cái này ngon hơn cái này. Ừ. Ok. Này, mời xem. Wow, Đức Sơn. Ít bạch tờ bịt tỏ. Ngon, cái này ngon. Cái này ngon hơn cái này. Cái này 7 điểm đúng rồi. 6 7 rưỡi, 7, 6 Trace. Trông đen đen nhỉ? I'm not sure. This is a sesame. Sesame, ok. Sesame. Mè đen. Mè đen. Mày em ăn đi. Mè đen là không thích ăn. Ăn thử cùng kia đi. Được á. Ở đây. Ôi xì, ôi xì. Ôi xì. Ai mà thích mè đen á, đã thích bánh này, nó mềm mềm. If I'm full on, my room, my love. Wow. No. Cái này đúng không? Wow. Okay. 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 Last one. Bốn khác nhau. Okay, bây giờ là cái cuối cùng. This one is the mochi, I think. Yeah. But tastes like I'm not sure. Cái mochi đó, mochi anh để em ăn. Anh ăn này nhiều rồi. Looks like vegetable. Ăn của vegetable. Dạ xoay. Nào nếu mà em chấm điểm này thì sẽ là bao nhiêu? Trông này ngon đấy anh. Cái này là một trong những cái món quá truyền thống của Nhật luôn. Ok. Ôi chị. Ok. Mô chi. Sao? Đó mà rồi là toàn bộ rất là nhiều những cái món ăn mà anh Kento hôm nay đã giới thiệu cho mình ở đây. Thì món ăn rất là truyền thống của Nhật Bản. Có những cái món mà mình ăn thì ngon, có những cái món mà mình ăn bình thường thôi. Mà đây cũng là tùy từng khẩu vị của mọi người khác nhau ấy. Đấy. Khẩu vị khác nhau. Nhưng mình rất là thích ngọt, còn Neymar thích ăn đồ không ngọt. Đây, kiểu như cái này này đấy. Thì rất là cảm ơn các bạn nào đã xem clip của mình ngày hôm nay. Và nếu các bạn thích cái clip này đừng quên để lại cho mình nút like, cái bên cạnh nút like có nút subscribe, các bạn nhớ bấm luôn nút subscribe đấy, cái bên nút subscribe một cái chuông nhỏ nhỏ, các bạn nhớ bấm luôn vào cái chuông nhỏ nhỏ đấy để nhận được toàn bộ notification từ YouTube khi mình ra clip mới. Và nữa mình là Đức Mai, xin chào hẹn gặp lại các bạn. Bye bye, cảm ơn nhiều.